Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng phát huy vai trò của ban công tác mặt trận tại các khu dân cư, tạo nhịp cầu kết nối chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm, các thành viên ban công tác mặt trận cũng đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ khi COVID-19 tái bùng phát đến nay, các trưởng ban công tác mặt trận tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố được ví như những điều tra viên hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng giám sát các trường hợp về đến Đà Nẵng. Xác định rõ nguy cơ dịch xâm nhập vẫn luôn tiềm ẩn, các trưởng ban công tác mặt trận còn vận động toàn thể người dân khu vực cùng tham gia giám sát. Cả khu dân cư hiểu rõ hơn lúc nào hết, việc kiểm soát chặt chẽ thông tin dịch tễ là khâu quan trọng để kiểm soát tình hình dịch. Chúng tôi cùng với ban điều hành các tổ dân phố ấy, là thường xuyên đi đến các hộ gia đình để nắm tình hình, phát hiện ngay là có người đi về hoặc là đến từ vùng dịch không. Và có ấy, là chúng tôi báo cáo ngay với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường theo cái mẫu mà đã hướng dẫn. Nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trong mùa dịch, ban công tác mặt trận khu dân cư trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể đến với các trường hợp gặp khó khăn do đại dịch. Với các chương trình như san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch hay kêu gọi các chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ, đội ngũ mặt trận cơ sở đều kịp thời có mặt để kêu gọi, huy động cộng đồng xã hội cùng tham gia. Ban công tác mặt trận đứng ra để vận động, phối hợp với các tổ dân phố để vận động những cái nhà khó, hỗ trợ cho nhà khó thì chia sẻ những khó khăn trong mùa dịch, và đó là tình lòng nghĩa xóm. Nhìn lại những ngày thành phố giãn cách xã hội, khi mọi người dân phải ở yên trong nhà, các thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư được ví như những shipper đa năng, từ phân chia, đóng gói đến kiêm nhiệm cả khâu phân phối lương thực thực phẩm cho người dân. Người ta đặt cái niềm tin vào cái lời kêu gọi và họ tin tưởng Ủy ban Mặt trận Tổ Việt Nam sẽ thành công trong lĩnh vực mà tiếp nhận, phân phối, và đặc biệt đó là chúng ta dành một cái phần để chuyển sang mua cái vaccine để tiêm phòng cho nhân dân, và nhân dân cũng rất mong đợi vấn đề này. Thì điều đó là mặt trận đang tích cực để động viên và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Đến dự và chung vui với bà con khu dân cư trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra trong những ngày vừa qua, lãnh đạo thành phố luôn nhấn mạnh đến vai trò nòng cốt của ban công tác mặt trận khu dân cư, bởi mỗi thành viên chính là đường dây kết nối để chính quyền thành phố lắng nghe và hiểu rõ hơn các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc nâng cao ý thức, tinh thần chống dịch, ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, cùng với thành phố phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hiện nay chúng ta thay đổi cái chiến lược tiếp cận với COVID-19 từ cái chiến lược Zero COVID, nghĩa là không để COVID tồn tại trong cộng đồng, chuyển qua cái chiến lược là thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu quả với COVID-19. Hay nói cụ thể hơn là sống chung an toàn và kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19. Cho nên chúng ta cũng không quá lo lắng như ngày xưa nữa. Nhưng thực chất mà nói thì COVID vẫn còn hiển hiện và vẫn đe dọa hàng ngày đến cuộc sống của chúng ta. Cho nên là nhiệm vụ trước mắt hiện nay của cả thành phố nói chung và ngay cả khu dân cư 17 nói riêng, thì chúng tôi cũng đề nghị là tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các cái biện pháp giãn cách xã hội, rồi thực hiện tốt các cái giải pháp mà do chính quyền các cấp vận động đề nghị người dân thực hiện, để chúng ta giúp nhau ngăn ngừa COVID và giảm thiểu đến mức thấp nhất cái tác hại do COVID gây ra. Bằng tinh thần trách nhiệm, các thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn thành phố đã và đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.